Tuy số ca nhiễm tăng nhưng số ca nhập viện do COVID-19 ở Mỹ vẫn thấp hơn mức ghi nhận ở cùng thời điểm năm ngoái với hơn 44.000 ca mỗi tuần. XBB.1.16 vẫn tiếp tục là biến thể phụ lây lan nhanh chóng nhất ở Mỹ, chiếm tới gần 15% số ca nhiễm mới. Giới chức y tế Liên bang Mỹ hiện đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine vào mùa thu năm nay, kết hợp phòng ngừa cả COVID-19 và cúm mùa. Cả Moderna và Pfizer đều đã đề nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép cho sử dụng vaccine mới cập nhật nhằm bảo vệ trước biến thể phụ XBB.1.5 của COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước cho biết một số quốc gia tiếp tục báo cáo về sự gia tăng số ca nhiễm mới COVID-19 và đáng chú ý là số ca nhập viện và tử vong. Tổ chức cũng nhấn mạnh rằng COVID-19 vẫn còn là một mối đe dọa lớn và yêu cầu các chính phủ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa.